Trong khi đó, tại Hà Nội, đêm chung kết cuộc thi Người Mẫu Nhí Model Kit Việt Nam 2019 mùa thứ 2 đã diễn ra thành công. Và ngôi vị cao nhất, quán quân Người Mẫu Nhí Model Kit Việt Nam 2019 đã gọi tên thí sinh Nguyễn Huy Việt. Sau gần 6 tháng phát động cuộc thi Người Mẫu Nhí Model Kit Việt Nam 2019 mùa thứ 2, ban tổ chức đã lựa chọn ra 30 bạn nhỏ vào vòng chung kết. Với các vòng thi gay cấn như catwalk trong trang phục tự chọn, trang phục truyền thống, dạ hội cùng phần thi tài năng hấp dẫn, sôi động, màn trả lời ứng xử vô cùng dễ thương của các thí sinh nhỏ tuổi khiến ban giám khảo phải làm việc hết sức công tâm và chính xác để tìm ra những gương mặt xứng đáng và có tiềm năng nhất. Chung cuộc, quán quân thuộc về bé Nguyễn Huy Việt, giải nhì thuộc về bé Nguyễn Ngọc Khánh Ly và giải ba thuộc về bé Đặng Tái Anh. Cuộc thi Người Mẫu Nhí Model Kit Việt Nam 2019 mùa thứ 2 do hãng phim Hoàng Thảo phối hợp với hãng phim Việt Nam và Trung tâm Giải trí Học viện Ngôi sao tổ chức. Đến với lĩnh vực xuất bản, vừa qua giáo sư Phan Văn Trường đã đúc kết những trải nghiệm của ông, một người thầy từng trải qua công việc giảng dạy.